Học viện Doanh nhân GED được biết đến là một đơn vị đào tạo quản lý giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, dành riêng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn phát triển kỹ năng kinh doanh. Với kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, sự am hiểu thị trường sâu rộng cùng mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ngay từ khi thành lập, Học viện Doanh nhân GED đã không ngừng phát triển, vươn lên về mặt tổ chức. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản cùng hội đồng chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp các thành viên chuyên sâu hơn, thực tế hơn về kiến thức ngành học, định hướng sự phát triển thị trường. Với gần 20 khóa đào tạo chuyên nghiệp về quản trị doanh nghiệp, từ cấp quản lý đến các kỹ năng mềm giúp các doanh nhân học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm như CEO, giám đốc điều hành, CMO, giám đốc marketing, CPO, giám đốc nhân sự, CFO, giám đốc tài chính, CCO, giám đốc kinh doanh. Với sứ mệnh kết nối tri thức, chia sẻ thành công, GED tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các tổ chức lớn trong công việc xây dựng các chương trình đào tạo và cấp các chứng chỉ uy tín cho học viên, đem đến các bài giảng gắn chặt với thực tiễn, tiếp nhận các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất, hiện đại nhất mà các doanh nghiệp toàn cầu đang áp dụng. GED phấn đấu trở thành học viện đào tạo quản trị doanh nghiệp mang tầm quốc tế, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Học viện Doanh nhân GED là nơi hội tụ những doanh nhân thành đạt. Nhiều hội thảo kinh tế do GED tổ chức đã tạo được tiếng vang lớn trong các đơn vị đào tạo dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Một môi trường chuyên nghiệp, năng động cùng với cơ hội giao lưu, tiếp cận những xu hướng đào tạo, học tập và nghiên cứu mới, tăng cường tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế. Học viện Doanh nhân GED đang vững bước và tiếp tục đi lên trên con đường thực hiện sứ mệnh là học viện doanh nhân trọng điểm, đầu ngành, đi đầu trong đào tạo nguồn chất lượng cao, sáng tạo và truyền bá tri thức doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.